Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay sẽ là những cái ngày cuối năm của chúng ta. Lộc sẽ chia sẻ các bạn một cái video nói về cái nội dung chọn tuổi để xông nhà vào ngày Tết vào sáng mùng 1 là một cái quan niệm, một cái hình thức chiêu tài hút lộc, nó kêu gọi sự may mắn dựa vào cái mệnh, cái tuổi, cái năm học của cái người mà các bạn mời đến xông nhà. Đấy, chiêu tài hút lộc từ cái mệnh tuổi đó, đón cái người đó vào nhà chúng ta trong ngày mồng 1 thì sẽ giúp cho cả năm của chúng ta được hưởng gọi được mượn nhờ, được hưởng nhờ cái phúc của người ta. Thì ở đây là mình bổ sung chi tiết hơn một chút, sợ các bạn mất thời gian nên mình phải dừng video để bổ sung. Thì các bạn có thể nhìn ở đây đó là những cái nào mà mình tô màu xanh lá cây. Thì xanh lá cây này là tốt nhất nhá. Xanh lá cây này là tốt nhất. Bạn nhá. Xanh lá cây này bằng tốt nhất. Bạn ok nhá. Xanh lá cây là bằng tốt nhất này. Thì cái tuổi tốt nhất này thì yêu cầu rằng là nó phải hợp với cái tuổi của gia chủ nữa. Đấy, thì cái tuổi tốt thứ hai là tuổi Tân Hợi, Ất Hợi và Đinh Hợi là cái tuổi tốt thứ hai. Thế nhưng mà nó tốt thứ hai thì nó phải là phù hợp với cả gia chủ. Đấy, chúng ta không thể nào là chọn một cái tuổi mà không phù hợp với gia chủ được. Nhá, thì còn các tuổi đình để màu trắng để nguyên thì là các tuổi các bạn có thể dùng được. Đấy, thì có Bính Dần, có Mậu Dần, có Quý Quý Tỵ, có Kỷ Tỵ nhá, thì là những cái này là các bạn có thể dùng được, ưu tiên hơn một chút so với những cái tuổi Giáp Dần, Nhâm Dần hay là Canh Ngọ, Giáp Thân, Bính Thân, thì là chúng ta không có thì chúng ta dí tốt nhá, không có là dí tốt, tức là tất cả này đều là trung bình hết nhá, trung bình ở mức trung bình đấy. Đấy, trung bình ưu tiên là dùng những cái tuổi mà mình tô màu xanh lá cây và tuổi tô màu cam. Màu cam thì có Đinh Hợi, có sao Mục Đức rất là tốt, Ất Hợi có sao Thủy Diệu, Mục Đức rất là tốt, 1995, 2007, 1995 và người Mục Đức 1971 là người Tân Hợi rất là tốt. Đấy, thì là những người này là rất là tốt. Còn đây là những sao Thái Âm, Thái Dương, đấy, Kỷ Dậu, Ất Dậu thì mình không để sao nhưng mà chúng ta có thể chọn được bởi vì cái tuổi Kỷ Dậu, Ất Dậu này là nó thuộc là nhị hợp với cái năm Giáp Thìn, nhị hợp với năm Giáp Thìn các bạn nhé, cho nên là ta có thể chọn được. Đấy, mà vẫn là rất là tốt đấy. Còn tốt nhất thì là có sao Thái Dương là Đinh Dậu, sao Thái Dương Quý Dậu, Thái Âm Tân Dậu, Thái Âm Mậu Tý, Giáp Tý Thái Dương và Nhâm Ngọ Thái Dương. Đấy, Bính Ngọ Thái Dương. Thế thì tất cả những cái tuổi Thái Âm Thái Dương này thì chúng ta ưu tiên là nó chọn. Thì chọn thì phải chọn theo tuổi của gia chủ. Chọn theo tuổi của gia chủ, chúng ta không thể chọn theo cái tốt mấy năm được, không được, mà tuổi gia chủ cũng phải hợp. Thế thì tuổi gia chủ thì thứ nhất là chúng ta sẽ xét từ cái tuổi Tý nhá, Tý Sửu Dần Mão đi. Thì chúng ta sẽ lấy từ cái tuổi Tý. Thì cái tuổi Tý là sẽ hợp nhất là với cái tuổi Hợi. Tuổi Hợi là tuổi hợp nhất. Thế thì các bạn phải chú ý này. Chúng ta có là Thân Tý Thìn, Thân Tý Thìn thì là Thân Tý Thìn là rất hợp với nhau. Tuổi hợp nhất là cái tuổi Hợi, tuổi Hợi nhé các bạn nhé. Thế thì nhiều người các bạn sẽ nghĩ rằng là tôi tuổi Tý này thì tôi phải hợp là Thân Tý Thìn thì tôi phải hợp với tuổi Thân hoặc là tôi tuổi Thìn, nhưng mà tuổi Thìn thì là năm tuổi là không không chọn được rồi. Thế tôi lại lấy tuổi Thân vào đây, Thân vào đây có nào tuổi hợp tôi không? Tuổi Thân thì không thể hợp được nhé các bạn nhé. Tuổi Thân nó sẽ tạo thành là năm Thìn chủ Thân mà khách chủ Tý và khách Thân thì sẽ tam hợp hóa tam tai nhé, thì các bạn sẽ không chọn cái tuổi Thân đến đâu nhé, không chọn tuổi Thân là tuổi hợp đâu nhé, mà các bạn chọn tốt nhất là các bạn chọn tuổi Hợi này. Đấy, cùng lắm nhé thì các bạn chọn nha, các bạn chọn thêm này tuổi Dậu này. Đấy, cùng lắm các bạn chọn tuổi Dậu này và tuổi Ngọ nhé, tuổi Dậu và tuổi Ngọ là có thể dùng được. Các bạn đừng nghĩ rằng là Tý Ngọ Mão Dậu thì Tý là xung khắc với Ngọ, tất nhiên là xung khắc với Ngọ nhưng mà Ngọ nó đang hợp tuổi năm Thìn, thì Tý này chúng ta lấy cái may mắn của Ngọ chứ không phải là chúng ta lấy cái xung khắc với cái Ngọ. Các bạn yên tâm, trong 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 người ta gọi là trong tốt có xấu, không có sợ gì cả các bạn nhé. Các bạn tốt nhất là các bạn lấy tuổi Hợi và tuổi Dậu, thế là ưu tiên như vậy nhé. Đấy, là cái tuổi Dậu thì có thể tuổi nào cũng có thể dùng được, gần như là 12 con giáp thì giáp nào cũng được. Tuổi Dậu thì gần như là sẽ rất là tốt trong cái năm 2024, là nhị hợp với năm 2024 thì là dùng cho khá là nhiều tuổi. Tiếp theo là ta sẽ có tuổi Sửu này. Tuổi Sửu này thì chúng ta dễ chọn hơn, chắc chắn là sẽ chọn tuổi Dậu rồi, bởi vì chúng ta có là Tỵ Dậu Sửu mà, Tỵ Dậu Sửu là tam hợp, chúng ta chắc chắn chọn tuổi Dậu rồi, là tuổi tốt nhất. Đấy, thì bên cạnh cái tuổi Dậu này thì chúng ta có thể chọn là tuổi tuổi Tỵ đúng không? Tỵ Dậu Sửu này là rất là tốt. Làm chọn một người tuổi Tỵ, hai là tuổi Dậu. Rồi còn lại thì chúng ta sẽ xếp nó là tuổi trung bình nhé, tuổi hợp thì chúng ta chọn tuổi Hợi, chọn tuổi Hợi. Đấy, các bạn có thể vẫn có thể chọn tuổi Dần nếu các bạn bạn muốn. Nói chung tuổi Dần thì cũng không phải là quá khác với Sửu, bình hòa thôi, bình hòa cũng không phải là quá khác với Sửu thì ta vẫn có thể chọn tuổi Dần được nhé, tùy các bạn.
nhưng mà đây là cái mà mình đang gợi ý các bạn. Và các bạn thì chọn tuổi thân không sao hết nhé. Đấy, các bạn thì chọn tuổi thân ở đây không sao hết. Thì đấy là cái mà tuổi Sửu. Sau đó sau tuổi Sửu này ta có tuổi Mão này. Tuổi Mão thì chúng ta sẽ chọn tốt nhất là sẽ chọn tuổi Hợi nhé. Hợi Mão Mùi mà tam hợp đúng không? Hợi Mão Mùi tam hợp. Thì sau đó là ta chọn lên đến tuổi Dậu nhé, tuổi Dậu. Chúng ta nên chọn hai cái tuổi này thôi, nên chọn hai cái tuổi này cho cái tuổi Mão thôi nhé. Tuổi Mão ta không nên chọn thân, mà không nên chọn nên chọn hai tuổi này cho tuổi Mão thôi nhé. Thì tất nhiên là chúng ta vẫn có thể chọn những cái tuổi như tuổi Thân nhé, tuổi Thân này, tuổi Ngọ, tuổi Dần đúng không? Tuổi Dần hoặc là tuổi Dần hoặc là tuổi tuổi Dần nhé, tuổi Dậu, tuổi Dần, tuổi Ngọ, ta vẫn có thể chọn được nhé. Thì ở đây chúng ta đừng có bao giờ các bạn xét này, Mão với Dậu là tương tương khắc nhưng mà nó có cái năm năm thì nó dài đi nhé, các bạn nên chọn như vậy. Tiếp theo là ta sẽ có cái tuổi tuổi Dần, ở đây mình quên mất tuổi Dần, ý chịu Dần Mão, ta có tuổi Dần trước nhé. Tuổi Dần thì chúng ta có thể chọn được rất là nhiều tuổi, chúng ta có thể chọn được tuổi Ngọ nhé, chúng ta có thể chọn được tuổi Hợi và chúng ta có thể chọn cái tuổi Dậu nhé. Chúng ta có thể chọn rất tuổi Dậu, tuổi Dậu này. Đấy. Còn các tuổi tốt thì chúng ta có thể chọn các tuổi khác nhé, các tuổi còn lại chúng ta có thể chọn tuổi Tỵ. Thì tuổi Dần này chúng ta sẽ chọn tuổi Ngọ này, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Thì cái Dậu là cái tuổi hợp thôi nhé. Chúng ta có thể chọn được như vậy, không không có sợ đâu, các bạn không có sợ. Thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cái tuổi Tý Sửu Dần Mão Thìn nhé, tuổi Thìn thì chúng ta sẽ chọn tuổi Dậu này, chắc chắn là chọn tuổi Dậu rồi, nhị hợp mà đúng không? Tuổi Dậu và sau đó thì chúng ta sẽ chọn tuổi Thìn với tuổi Dậu thì chúng ta sẽ chọn được cái tuổi Thìn này, vẫn là tuổi Hợi rất đẹp nhé, tuổi Hợi này đấy là tốt nhất này. Thì sau cái tuổi Hợi này thì chúng ta vẫn có thể chọn các tuổi khác, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, chúng ta có thể chọn hết được cái bảng này. Cái tuổi Thìn này rất là dễ chọn, cái tuổi Thìn là cái năm tuổi của người ta là rất là dễ chọn. Cái tuổi Tỵ này chúng ta chỉ dọn hai tuổi lên cả hai tuổi nhé, tuổi Dậu này đấy, và cái tuổi Ngọ này nhé, tuổi Dậu tuổi Ngọ. Còn các tuổi khác thì các bạn có thể chọn thoải mái nhé, đấy, có thể chọn thoải mái. Bình ý quá các bạn vẫn chọn thân nhé, bí quá vẫn chọn thân, chọn Tý nhé, bí quá thì vẫn chọn đấy. Hoặc chọn Dần nhé, hoặc chọn Dần, bí quá vẫn chọn. Tiếp theo có tuổi Ngọ, tuổi Ngọ thì chúng ta sẽ chọn cái tuổi Dần là chắc chắn rồi nhé. Chúng ta sẽ chọn tuổi Dần là chắc chắn, nó sẽ hợp nhất, và sau đó là sẽ có tuổi Hợi, chúng ta gọi là Dần Ngọ tốt mà. Dần Ngọ tốt thì Dần là tốt nhất đối với tuổi Ngọ này. Đấy, còn bí quá thì các bạn vẫn dí ở tuổi khác mà nhé, bí quá thì các bạn vẫn dọn chọn tuổi Tý được, bí quá đây là bí quá thì các bạn vẫn chọn cái tuổi Thân được nhé, tuổi Thân, bí quá các bạn vẫn vẫn chọn tuổi Thân được. Đấy, bí quá chúng ta vẫn chọn tuổi Thân nhé. Rồi Ngọ Mùi chúng ta sẽ đến tuổi Mùi thì em biết rồi, Hợi Mão Mùi thì ở đây chúng ta năm hai không không có tuổi Mão là chỉ có tuổi Hợi thôi, chúng ta có tuổi Hợi là tốt nhất. Thì còn đâu là chúng ta dí thì chúng ta vẫn dí được cái tuổi, còn tốt nhì thì là vẫn sẽ còn là tuổi Ngọ đúng không? Tuổi Dậu. Đấy, còn đâu là dí được thì các bạn vẫn dí được tuổi khác vào nhé, vẫn dí hết tuổi Tý cũng được nhé, Mùi các bạn chọn Tý vào sông nhà cho các bạn cũng được sao được. Ta có tuổi Thân đi, tuổi Thân thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn tuổi Thân, chúng ta ưu tiên là chọn tuổi Tỵ, tuổi Thân chúng ta sẽ ưu tiên là chọn tuổi Tỵ, chọn tuổi Tỵ và sau đó là sẽ chọn tuổi Dậu là tốt thứ hai rồi. Tuổi Thân này cũng hơi kém một chút nhé, tuổi Thân này các bạn không nên chọn những người bính thân canh thân giáp thân đấy nhé, các bạn nên chọn Tỵ Dậu nhé. Tiếp theo là cái tuổi Dậu, tuổi Dậu thì chúng ta rất dễ chọn nhé, tuổi Dậu là nhị hợp với năm, tuổi Dậu là tuổi nhị hợp với năm, các bạn là tuổi Dậu các bạn chọn ai cũng được, các bạn là người ta sẽ chọn này. Đấy. Chọn Hợi đúng không? Chọn Hợi nó rất là tốt. Đấy. Chọn tuổi Hợi rất là tốt. Rồi sau có tuổi Thân. Rồi tao có tuổi Dần nhá. Các bạn chọn được ba cái tuổi này là rất là tốt. Đấy. Rất là tốt. Rồi dí bí quá. Bí quá thì cái tuổi Dậu này thì các bạn vẫn chọn tuổi Tý không sao hết nhá. Nhá, không sao hết. Bí quá vẫn chọn tuổi Tý được. Bí quá vẫn chọn tuổi Thân được nhá. Thì cái năm này là cái năm mà nó bí quá thì các bạn vẫn chọn tuổi tuổi Tý được nhá. Đây là bí quá. Bí quá thì các bạn cứ chọn thoải mái thôi, bí quá thì chọn, thì vì cái tuổi Dần này nó, thì cái tuổi Dậu này nó là nhị hợp với năm, nó rất là dễ chọn, không có gì cả. Tuổi Dậu là tuổi dễ chọn nhất, tuổi Dậu tuổi Thìn là dễ chọn nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ có tuổi Tuất, tuổi Tuất cũng là một tuổi tuổi rất là dễ chọn, tương đối là dễ chọn bởi vì cái tuổi này nó không kén tuổi. Thì ta có tuổi Dần này, đúng không? Tuổi Ngọ này, Dần Ngọ Tuất là tam hợp đúng không? Dần Ngọ Tuất chọn tam hợp quá tuyệt vời. Thì bí quá chúng ta sẽ chọn tuổi Tỵ và chúng ta sẽ chọn tuổi Hợi nhé, bí quá. Và tuổi Tất cũng sẽ chọn.
Tiếp theo ta sẽ có tuổi hỏi thì khó chọn, khó chọn vì ở đây là chúng ta có hợi mão mùi thì mão và mùi đều không có ở đây, vậy nên là tuổi hợi này rất là khó chọn, thì cho nên là chúng ta sẽ phải lựa một cái tuổi mà nó không có hợi mão mùi, không có mão không có mùi, thì ta phải lựa một cái tuổi ở đây thì khuyến khích các bạn chọn dần nhé, thế là dần này, dần, và sau đó thì tuổi ngọ với tuổi hợi thì cũng không hợp lắm nhưng mà chúng ta vẫn có thể chọn tuổi ngọ được nhé. Rồi chúng ta có thể chọn tuổi tuổi tí này và tuổi tỵ nhé, nhé tuổi tí và tuổi tỵ là tạm được, tuổi tí và tuổi tỵ thì đấy là cái biểu đồ mà chúng ta chọn, còn các tuổi khác thì không nên chọn nhé. Thế là bí quá thì chúng ta có thể vẫn có thể chọn tuổi thân, còn các tuổi khác thì ta không nên chọn, thì đây là cái mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể có được một cái bảng biểu đồ gọi là để chọn tuổi trong các năm nay, chọn người mời người vào xung nhà cho các bạn nhé, xung nhà cho các bạn thì các bạn nên chọn ưu tiên chọn ở trong cái bảng này ra nhé, vào đây thì tùy vào cái tuổi các bạn mà các bạn chọn. Thế thì video sẽ kết thúc ở đây, các bạn còn cần tư vấn gì thì các bạn chia sẻ với mình nhé, và trước khi kết thúc thì mình chia sẻ với các bạn là cái giờ xung đẹp nhất nhé, giờ xung đẹp nhất nhé, là các bạn sẽ nhờ những người khách đó là 1 giờ đến 3 giờ là giờ xỉu, còn giờ thứ hai là giờ thìn nhé, từ 9 giờ từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng, để cái giờ thìn này là cái giờ ưu tiên này nhé, thì chúng ta sẽ chọn vào cái giờ đó để xong. Thì nó là như vậy, còn tất nhiên rồi khi chúng ta chọn xong thì chúng ta nên chọn là người nam, người nam nếu mà đã kết hôn thì nên chọn người đã kết hôn đang có con hoặc đã có con đấy, không nên chọn người mới sinh con nhé, trong năm trong năm mới sinh con, người mới sinh con trong năm thì mới đẻ ta không chọn đấy, nên chọn người nam là đã có con rồi hoặc là mới kết hôn nhé. Rồi là chúng ta sẽ chọn người thanh niên chưa kết hôn đấy, hoặc là nếu như ta chọn một vài người già người cao tuổi thì chúng ta phải chọn là họ có con cái đầy đủ nhé, có con cái đầy đủ và sức khỏe họ còn tốt nhé, chứ không chọn người ốm đau khỏe cặt đuôi mù nhé. Thì đấy là các bạn, và kiêng những người là trong năm vừa mới sinh đẻ vừa mới sinh nở, thì đây là cái danh sách trong nhà mình chia sẻ các bạn, thì ước mong là các bạn sẽ chọn được cái người tốt hợp phù hợp với gia đình nhà mình nhé. Mình kết thúc video tại đây.